超级加倍，不如变倍大喜外，金兔子送了个外卖，三个就反正不贵，就刚才遇了个狼狗，变了个机甲不坏，被一枪毙的二腿硬说机甲狼温馨无愧。Yes sir, xin chào anh em. Tiếp tục mình quay trở lại đây, mình sẽ reaction tiếp những check hay khi Trung Bảo beatbox và rất được nhiều người nước ngoài và cũng như các beatboxer nổi tiếng reaction lại. Và ok, không nói nhiều nữa, let's go cùng nghe track này của Trung Bảo luôn anh em nhá. Trung Bảo gốc Việt Nam đấy, niềm tự hào Việt Nam ở thế giới beatbox luôn. Ok anh em, let's go. Hey, what's up yo, this is Trung Bảo and this is my worker for the Grand Beatbox Battle 2019. Go to the body, go to the vein, I kill your ears and I kill your brain. Get beat by the venom. By the venom. By the venom. Oh shit, it's starting to get wonky. Yes, các bạn đã hiểu lý do tại sao Trung Bảo vẫn là beatboxer có tiếng ở thế giới chưa? Trong giới luôn, ok. Video này chắc mình không cần nói nhiều. Đấy, đây là ví dụ luôn. Phải nói rằng Trung Bảo rất là giỏi. Và từ lúc vô địch cho đến hiện nay thì tất nhiên những năm gần đây thì mình không thấy Trung Bảo hoạt động về giới beatbox nhiều. Mình có xem nhưng mà tham gia các giải lớn nhỏ thì không thấy Trung Bảo nhiều, hoặc là đã bị loại ở những cái vòng ngoài đấy. Nhưng những video này, skill của Trung Bảo hay tất cả bây giờ là vẫn là best số 1 của Việt Nam. Ok anh em, và rất cảm ơn anh em đã theo dõi video. Đây là minh chứng cho việc Trung Bảo tại sao có tiếng ở giới, trong giới beatboxer. Ok, và mình chắc là series Trung Bảo mình sẽ dừng khi nào Trung Bảo tham gia các giải đấu lớn nhỏ, mình sẽ reaction về Trung Bảo nhiều hơn. Ok, xin chào anh em, và anh em đừng quên để lại cho mình một like và một đăng ký kênh anh em nhá. Xin chào anh em, tạm biệt.